Hôm nay Phước Hưng sẽ kết hợp dừa với tôm để cho ra một món ăn của ngày hôm nay có tên gọi là tôm chiên dừa. Và để thực hiện cho món tôm chiên dừa thì chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 300g tôm sú bóc vỏ chừa đuôi, nửa trái dừa rám bào sợi, mứt phúc bùn tử, bột năng, một số gia vị thông thường và Aciquick bột chiên giòn hải sản. Đầu tiên thì Phú Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ ướp cái phần tôm này. Tôm thì quý vị chúng ta bóc vỏ và phải chừa cái đuôi lại. Cho vào đây là 1/3 muỗng cà phê hạt nêm Antigon. Bây giờ chúng ta sẽ để phần tôm sang một bên. Tiếp tục thì Phú Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ pha các phần sốt. Trong khi đợi chảo nóng thì Phú Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ mua cái phúc bồn tử này. Thì trong siêu thị cũng có bán. Chúng ta cũng có thể dùng phúc bồn tử tươi để sên với đường để chúng ta làm sốt. Bây giờ cho vào trong chảo là 1/2 chén nước lọc, 1/2 chén mứt phúc bồn tử, 1 muỗng canh rưỡi giấm gạo lên men Lisa, 1/3 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Azingon. Cuối cùng thì Phước Hưng sẽ cho vào sốt này một ít bột năng để mà cho cái sốt của chúng ta có cái độ sánh. Bây giờ là phần sốt của chúng ta đã xong, bây giờ Phước Hưng sẽ tắt bếp. Chúng ta sẽ pha cái phần bột Aciquick, bột chiên giòn hải sản này theo đúng trên bao bì. Phước Hưng sẽ bắt lên trên bếp một cái chảo dầu để chúng ta chuẩn bị chiên tôm. Hưng sẽ lấy con tôm, chúng ta sẽ lăn qua bên bột. Và chúng ta sẽ dùng tay và chúng ta sẽ ném chặt nhẹ cho dừa nó sẽ bám vào con tôm. Chúng ta nên dùng tay nắm nhẹ để cho dừa có thể bám chặt vào tôm hơn. Hồng Thanh cũng có một thắc mắc nho nhỏ là với cái món tôm chiên dừa này thì mình sử dụng được tất cả các loại dừa hay là phải đặc biệt một cái loại nào? Đối với món tôm chiên dừa này thì quý vị chúng ta nên dùng dừa rám. Dừa rám là cái dừa mà già nhưng cơm của nó vẫn còn dẻo. Bây giờ thì dầu trong chảo cũng đã vừa nóng tới rồi, bây giờ Hưng sẽ cho cái phần tôm vào. Và những cọng dừa, những sợi dừa thì quý vị thấy là nó cũng rất là nhanh chóng chuyển sang cái trạng thái là giòn giòn lên, đúng không Hưng? Khi mà quý vị đã thả tôm vào trong dầu rồi thì quý vị chiên đến khi nào mà tôm vàng đều hai mặt là được. Và lúc này thì phần dừa bọc xung quanh tôm thì đã vàng đều cả hai mặt, quý vị cũng có thể nhìn thấy. Rồi bây giờ thì Phước Hưng sẽ cho tôm lên. Từng con tôm một. Cuối cùng thì Phước Hưng sẽ cho lên đây một ít ngò nè để món ăn của chúng ta sẽ sinh động hơn. Rồi. Xem ra là món ăn của chúng ta thì hôm đã hoàn thành rồi đúng không nào? Đúng rồi Hồng Thanh.